Kem body Bạch Ngọc Liên có phải kem trộn không? Là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Cũng bởi lý do là kem này xài trắng da khá nhanh và đẹp, nên nhiều chị em cũng hơi lo lắng. Ai cũng muốn đẹp nhanh nhưng cũng phải an toàn nữa. Vì đẹp được mấy tháng rồi sau đó da xấu đi, chữa trị nhiều năm không khỏi thì mất hết cả tuổi thanh xuân, giai đoạn đẹp nhất của đời người phụ nữ. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Body Bạch Ngọc Liên không phải là kem trộn. Nếu như bạn mua đúng hàng chính hãng ở những shop bán hàng uy tín và có tâm, còn nếu bạn lỡ mua phải hàng giả nhái thì có thể đó là kem trộn bởi vì dòng kem body làm giả rất dễ, họ trộn các thành phần hóa chất khác nhau giúp cho da đẹp nhanh lắm, nhưng hậu quả về lâu dài có thể khiến cho da đen sạm mà không thể trắng đẹp lại được. Vì thế nếu bạn mua đúng hàng chính hãng thì yên tâm sử dụng nhé. Vì kem body Bạch Ngọc Liên chính hãng không phải là kem trộn. Hơn nữa thương hiệu kem nổi tiếng, được thị trường đón nhận rộng rãi, nếu là kem trộn thì họ sẽ đồn ẩm lên khắp mạng xã hội và báo chí, công an vào cuộc thì làm sao tồn tại được? Chưa kể khi xuất ra nước ngoài, còn được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các đơn vị chức năng hải quan khác nữa. Nên là hàng thật thì sẽ không có chuyện là kem trộn được và shop mình tìm hiểu kỹ càng trước khi bán hàng lắm luôn. Nếu vì tiền thì bên mình đã nhập hàng về bán đại, bán rầm rộ để kiếm tiền rồi. Đằng này shop mình đã phải tìm hiểu đến hơn một năm mới dám nhập về để bán. Và sau đó thì được khách hàng bên shop sử dụng và đánh giá rất hiệu quả. Sau đó thì khách mua lại nhiều lần nữa, giới thiệu cho bạn bè người quen dùng nữa. Nên có thể khẳng định là kem Dermon có hiệu quả tốt trong việc body và chăm sóc da trắng mịn. Nếu là kem trộn thì chắc khách hàng quay lại chửi banh xác shop mất rồi. Vì lượng khách sỉ, khách spa và người quen của shop mua nhiều. Đó là những gì shop mình muốn nói để bạn có thể tìm và tin tưởng mua chỗ nào bán kem chính hãng và uy tín, để bạn có thể mua đúng hàng và dùng cho da body đẹp để tự tin mặc áo hở eo, mặc váy hở vai thêm xinh đẹp. Kem body bạch ngọc liên hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem body Bạch Ngọc Liên hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.